Kính thưa cộng đoàn, hôm nay Chúa Nhật mùng 3 tháng Giêng, lễ Hiển Linh. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết, Chúa muốn cứu độ con người, nên Chúa Cha đã cho Con Một của Người xuống thế, để nên ánh sáng dẫn đưa mọi người vào vương quốc của Ngài. Ước gì mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn nhận ra ánh sao dẫn đường của Chúa qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là các bạn trẻ trong cuộc sống phát triển và nhiều cạm bẫy của thời đại hôm nay. Ý cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay và các thánh lễ trong tuần, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Sơ Teresa Nguyễn Thị Soi, Sơ Agnes Nguyễn Thị Mai và linh hồn bà cố Anna, linh hồn Thomas Nguyễn Văn Phủ, linh hồn Gioan Bautista và Maria Magdalena, linh hồn Stefano và Maria Magdalena, linh hồn Phêrô và Giacôbê, linh hồn Dominico và Phêrô, linh hồn Barnaba và Anton, linh hồn Phaolô Huỳnh Văn Hoa, linh hồn Magdalena Võ Thị Mai và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho linh hồn ông cố Giuse Nguyễn Văn Tạc lễ dỗ 100 ngày. Linh hồn Marta Lê Thị Khánh mới qua đời bên Việt Nam. Cầu cho linh hồn ông bà tổ tiên nội ngoại và linh hồn thân bằng quyến thuộc. Linh hồn Đa Minh và các linh hồn. Linh hồn Anna Trương Thị Ngao. Linh hồn Phaolô Lê Viết Trương và Maria Lê Thị Bối. Linh hồn Mikae, các linh hồn nội ngoại. Tạ ơn Chúa năm cũ và cầu bình an cho năm mới. Cầu cho linh hồn Thomas và cầu bình an cho gia đình. Nhà hàng Lily Gickhaber xin lễ cầu cho linh hồn Anton Trần Kim Doanh. Tạ ơn ba đấng, tạ ơn lòng thương xót Chúa và ban cho gia đình được bằng an. Xin cho cháu bé được khỏi bệnh ngứa. Tạ ơn kỷ niệm hôn phối. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn cùng đứng và cùng hiệp dâng thánh lễ. Tin Đông Phương ba vua lên đường, tin về Bethlehem tìm ngôi sao sáng, nơi Chúa sinh ra trong cảnh cửa hàng. Chỉ có chiên lửa làm hơi ấm đêm đông. Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàng, chỉ có chiên lửa làm hơi ấm đêm đông. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Tôi chân thành chào đón quý ông bà và anh chị em tới cùng hiệp dâng thánh lễ với Giáo hội Hoàn Vũ ngày lễ Chúa Hiển Linh. Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại cũng như cho chúng ta nhận biết quyền năng Thiên Chúa, cũng như Chúa đồng hành với chúng ta trong mọi khó khăn. Tôi cũng chào đón quý ông bà và anh chị em là ngày New Year, ngày năm mới dương lịch này, cũng như chúng ta còn một tuần nữa, tuần sau là chúng ta sẽ kết thúc mùa Giáng sinh. Quý ông bà và anh chị em thấy các trang hoàng sẽ được gỡ xuống sau ngày lễ Chúa, cũng như là được rửa tội. Nên vì vậy chúng ta chỉ còn một tuần nữa trong mùa Giáng sinh này. Trước khi chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi mà chúng ta đã vấp phạm. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường mà mặc khai cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Phần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin dũ lòng thương đưa chúng con về chiêm ngưỡng thanh nhan vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây phủ mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rộp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ Va kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp ca. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lấy Ngài. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lấy Ngài. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền binh Ngài cho vị tân vương, trao công lý Ngài vào tay thái tử, để tân vương xét xử dân Ngài theo công lý và bên vực quyền lợi của kẻ nghèo hèn. Triều đại. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lấy Ngài. Triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị, tới ngày nào tế nguyệt có chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông Ca đến tận cùng cõi đất. Lạy Chúa,
muôn dân nước sẽ thờ lấy Ngài. Từ tác xin và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều công. Cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiên dân lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bế rồng, muôn dân nước thấy đều phúng sự. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lấy Ngài. Người giải thoát bằng dân kêu khổ, và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương. Chánh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, mang sông dân nghèo, người ra tay tê đổ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu, và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Đó là lời Chúa. Tung hô tin mừng. Alleluia, Alleluia. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại Người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cùng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn dò rằng: Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi để tôi cùng đến bái lại Người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.
họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Phùng âm của Chúa. Tôi chúc mừng quý ông bà và anh chị em năm mới dương lịch tràn đầy ơn Thánh Chúa, cũng như ngày đầu năm Đức Thánh Cha đã chúc mừng mọi người chúng ta, cũng như một chút suy niệm Ngài nói về cái hình ảnh cũng như tượng Chúa ở tại căn nhà của Ngài, cũng như nơi Ngài thuyết trình thì đã có hang Bethlehem. Nhưng hang Bethlehem đó đặc biệt hơn là hang Bethlehem truyền thống mà mỗi người chúng ta đang thấy. Ở trong hang Bethlehem này có Thánh Giuse, mẹ Maria, nhưng Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ. Còn hang Bethlehem mà ở chỗ Đức Thánh Cha năm nay là ông Thánh Giuse, mẹ Maria, nhưng đặc biệt Chúa Giêsu được mẹ Maria ám trong lòng của mình. Nên vì vậy Đức Thánh Cha đã nói rằng năm rất khó khăn, năm 2020 rất cần được sự hỗ trợ rất đặc biệt. Ngày đầu năm mẹ đã ôm ấp giáo hội mẹ trong cung lòng của mẹ, cũng như mẹ ôm ấp mỗi người chúng ta trong năm 2021 này trong cung lòng, cũng như luôn gìn giữ mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có lòng tin tuyệt đối thì năm mới này sẽ giúp cho chúng ta để vượt qua những khó khăn thử thách. Không phải là năm 2020 đầy thử thách, đầy những khó khăn, nhưng cũng như không phải là toàn vũ trụ và thế giới, cũng như đất nước Hoa Kỳ, cũng như thượng tổng địa phận Seattle, nhưng mà cũng đặc biệt trong giáo xứ của chúng ta đây. Thật sự các ngôi thánh đường phải đóng cửa, cũng như bệnh dịch, cũng như phải tuân hành các điều luật rất khó khăn. Những người cần được tới nhà thờ để cầu nguyện, để được hỗ trợ là những người đau yếu bệnh tật, nhưng họ lại được phải nói rằng phải ở nhà, không được tới ngôi thánh đường. Rồi khi những người già cả muốn tới nơi thánh đường để tham dự các thánh lễ thì đó, những người này lại dễ bị mắc bệnh nên cũng không được tới nữa. Nên các nhà bình luận về tôn giáo nói rằng giáo hội Kitô hữu của chúng ta đây trong nhiều thế kỷ mất đi những truyền thống rất đặc biệt. Truyền thống thứ nhất là những ngày sám hối, chẳng hạn như ngày thứ tư, thứ sáu hồi trước truyền thống là rất quan trọng, chúng ta giữ ngày đó, tôn trọng ngày đó, nhưng tới bây giờ chỉ lướt qua sơ sơ hoặc trong mùa vọng, mùa chay. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, obligation, là ngày rất quan trọng, Chúa tạo dựng lên vũ trụ, cũng như ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa. Nhưng cho tới bây giờ vì bệnh dịch rồi đủ mọi chuyện đã làm cho mọi người thôi ở nhà coi livestream, đừng tới thánh đường nữa. Các sinh hoạt tôn giáo cũng vậy, nên một chút chúng ta nghe qua trong ngày đầu năm vậy diễn tiến sẽ như thế nào khi bệnh dịch sẽ được hoàn trở lại. Sẽ có những ngôi thánh đường sẽ không có giáo dân, cũng như nhiều ngôi thánh đường sẽ bị đóng cửa vì chúng ta các vấn đề đi nhà thờ hoặc là tới với nhà thờ không còn quan trọng nữa. Hôm nay cũng như quý ông bà và anh chị em thấy, ngày Giáng sinh Chúa sinh ra vào ngày 25 tháng 12, các nghi lễ mà chúng ta nghe qua trong tin mừng, trong các bài đọc, ngôi lời đã được nhập thể trong cung lòng mẹ Maria, mà mẹ đã lãnh nhận cái ngôi lời đó cũng như chia sẻ với toàn thể nhân loại là ngày Giáng sinh con Chúa xuống làm người cứu chuộc mọi người chúng ta.
Sau Giáng sinh, chúng ta có một thánh lễ, cũng như thánh lễ rất quan trọng là ngày lễ Thánh Gia. Cùng với mẹ Maria, Chúa Giêsu, chúng ta tôn trọng đời sống gia đình, kính trọng cha mẹ, cũng như những bài đọc nói về đời sống gia đình, muốn được hoàn hảo sự hòa bình, cũng như thế nào trong ngày lễ Thánh Gia rất quan trọng. Sau ngày lễ Thánh Gia, các ngày lễ rất quan trọng cho tới ngày đầu năm chúng ta hội họp lại, cũng như cùng với giáo hội hoàn vũ. Chúng ta tôn kính mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ giáo hội, mẹ mọi người chúng ta. Trong cung lòng của mẹ luôn luôn gìn giữ đời sống người Kitô hữu giáo hội chúng ta. Cũng như trong năm thánh, từ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 tới ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 là năm thánh Giuse. Nếu chúng ta chạy tới với thánh cả Giuse, là một vị thánh luôn gìn giữ đồng hành cũng như giúp trong đời sống mỗi người chúng ta như thế nào. Năm thánh này rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Sau lễ mẹ là mẹ Thiên Chúa, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta tôn kính ngày lễ rất quan trọng, ngày lễ Hiển Linh hoặc ngày lễ Ba Vua, hoặc ngày lễ rất quan trọng ngôi sao chỉ đường cho ba vua bỏ đất nước quê hương của họ để tìm kiếm Chúa Giêsu, để tới dâng những lễ vật, cũng như ngày lễ rất quan trọng của người Kitô hữu của chúng ta hôm nay. Mùa Giáng sinh chúng ta nhận được các món quà rất quan trọng, nên vì vậy Đức Thánh Cha cũng nói trong cái ngày suy niệm ngày Giáng sinh là thế giới này đã ra thế giới vật chất không còn quan trọng nữa. Những người thương mại lợi dụng cũng như là về vấn đề vật chất nhiều hơn là đời sống tinh thần. Ngay ở Vatican chúng ta thấy ở Square, chỗ mà rất là quan trọng, hang đá năm nay là một hang đá rất tân tiến. Những người cổ đại, không phải là cổ đại mà những người mà như là lên phi thuyền ở này kia, nên Đức Thánh Cha cũng hơi buồn, bảo sao mà hang đá mà mấy mục đồng này kia với này phi hành gia rồi scientific rồi đủ thứ hết. Nên vì vậy nói rằng chúng ta trong thời gian rất quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ tới các cái ngày lễ rất quan trọng như vậy. Nên chúng ta sau ngày lễ hôm nay chúng ta thấy rằng là ngày lễ mà tất cả mọi người lãnh nhận những món quà mà đó tượng trưng qua ba vua, không phải là vàng, nhũ hương, mộc dược ba vua đưa tới, nhưng ba vua tới trong tin mừng chúng ta nghe qua hôm nay. Đấng cứu tinh nhân loại sinh ở đâu, chúng tôi đang tìm kiếm. Tới gặp vua Herode thì Ngài cảm thấy là rất bối rối, nên vì vậy nên cũng đã được báo mộng cho ba vị ba vua rằng đừng trở lại, đừng cho Herode biết, hãy trở về xứ sở mình trong con đường khác. Những món quà Chúa ban tặng cho chúng ta những khó khăn trong năm 2020, chúng ta chỉ cầu ước làm sao xin Chúa cho chúng con có sinh hoạt trở lại, ca đoàn được hát tự do, mọi người tới không phải đeo khẩu trang, này kia chỉ xin cái bình thường như vậy thôi, mà chắc có lẽ cũng không được. Năm nay cũng vẫn còn phải đeo khẩu trang, phải social distance, rồi phải đủ thứ cả. Nên vì vậy, món quà gì mà Chúa ban tặng cho chúng ta đúng là món quà chính con một Chúa xuống thế gian, cũng như đồng hành, cũng như đau khổ với chúng ta. Món quà chúng ta ban tặng lại cho Chúa là những món quà nào? Có phải là món quà mà niềm tin chúng ta nhận được, sự hy sinh phục vụ cho nhau? Nên Đức Thánh Cha đã ra một thông điệp nói rằng mọi người chúng ta là anh chị em chung sống với nhau qua 8 chắp tư, mà nếu tất cả những người phục vụ cố gắng đọc, nếu mà chúng ta không phải là những người anh chị em thân thiết cũng như phục vụ giúp đỡ nhau thì thế giới này sẽ không có sự hòa bình. Sự hòa bình thật sự là sự hòa bình hối cải,
cũng như sự hòa bình, tình yêu, chia sẻ, san sẻ cho nhau. Ba vua san sẻ những gì họ lãnh đận được, những hồng ân của Chúa. Công đoàn giáo xứ của chúng ta, mỗi người chúng ta cũng có rất nhiều những món quà rất quan trọng. Tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em phục vụ. Có nhiều người nói tôi rằng, cha ơi, mùa dịch này con chả có gì để làm được. Con không có gì để dâng cho Chúa hài đồng cả. Bảo có nhiều lắm mà tại không muốn dâng thôi. Có thứ nhất là thời gian của chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta có muốn ban tặng thời gian Chúa ban tặng cho chúng ta để phục vụ hay không? Người quản lý tốt lành của Chúa không phải chỉ vì đồng tiền, nhưng tất cả vì tài năng, thời gian mà chúng ta có được để phục vụ, gây dựng nên một gia đình đức tin, một gia đình yêu mến với nhau. Mùa Giáng sinh sẽ được kết thúc vào tuần tới, ngày lễ chịu phép rửa. Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta sẽ lấy hết tất cả các trang hoàng của Giáng sinh xuống Chủ nhật tuần tới, rồi bắt đầu là vô tuần Ordinary thường niên. Nên vì vậy, quý ông bà và anh chị em biết, thấm thoát mới đây ngày Giáng sinh, còn một tuần nữa là chúng ta sẽ kết thúc mùa Giáng sinh, bắt đầu vào mùa thường niên. Xin quý ông bà và anh chị em, trong ngày 14 tháng 12, cũng như là Đức Giáo Mục với hội đồng của cố vấn của Đức Giáo Mục đã lên thuyết trình cho chúng ta về chương trình giáo xứ tương lai của chúng ta như thế nào vào những thời gian tương lai sắp tới. Quý ông bà và anh chị em biết, tôi bổ nhiệm 6 người để đại diện cho giáo xứ của chúng ta để hội họp cũng như bàn thảo với Đức Giáo Mục, với ban cố vấn của Ngài, để giúp cho giáo xứ chúng ta có một cái tương lai tốt lành, cũng như một giáo xứ để lại cho chúng ta những cái mà cho con cháu của chúng ta tới để thờ phượng Chúa. Một giáo xứ có thể phục vụ, cổ võ ơn gọi, đưa Chúa tới cho người khác, phân phát các bí tích. Một giáo xứ đã tràn đầy những người môn đệ của Chúa được, cũng như đào tạo, được phục vụ. Đó là những vấn đề mà chắc chở mà mỗi người chúng ta cần phải sự hy sinh rất lớn. Nên vì vậy, ngày mùng 6 tháng 1, ban này sẽ hội họp với bên Đức Giáo Mục, với bên đưa Tòa Giám Mục. Nên vì vậy, xin quý ông bà và anh chị em có những tin tức gì về giáo lý tương lai của chúng ta, hãy gặp họ để tham khảo ý kiến với họ. Cũng như ngày 20 tháng 1 là ngày họ sẽ họp với tất cả 4 năm giáo xứ của chúng ta đây, để cũng như là tìm ra những kế hoạch phục vụ chung cho cái vùng đất này. Nên vì vậy, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, tại ngày lễ trong mùa đại dịch phải ngắn gọn, nên vì vậy các tin tức được đăng cũng như xin quý ông bà và anh chị em cố đọc để biết thêm chi tiết. Tôi không thể nào nói ra được hết tất cả các chi tiết, nhưng chỉ nói ra những việc quan trọng mà chúng ta sẽ làm trong năm mới này. Nên xin quý ông bà và anh chị em, trong mùa Giáng sinh này, Chúa tới với chúng ta, năm Thánh, Thánh Giuse, cũng như trong mùa Giáng sinh, ba vua tới thờ lại Chúa. Chúng ta là con cái của Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đức tin là ngôi sao dẫn đường chúng ta tới lãnh nhận các bí tích thánh thể, sự hiện diện của Chúa cũng như với chúng ta trong giây phút quan trọng này. Xin quý ông bà và anh chị em đứng để chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, đường sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha.
nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì hoàn người chúng ta và đề kêu rồi chúng ta. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi la tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha. Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dựng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ duy nhất của trần gian, tỏ mình ra cho muôn dân trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa đã cho Con một người xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa. Nhờ đời sống cầu nguyện, hy sinh và khiêm nhường phục vụ, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho nền hòa bình và công lý được thực thi, cho nạn dịch bệnh được mau chấm dứt. Xin Chúa ban bình an cho thế giới và cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa cho các Kitô hữu, nhất là mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống yêu thương, phục vụ, để loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa xót thương đến những người Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, nhất là những linh hồn có ý chỉ cầu nguyện hôm nay sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lầm lạc và tội lỗi biết trở về với Chúa và dâng những tâm tình và những ý nguyện riêng trong lòng mỗi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Nhờ đó, đời sống thực đức tin của chúng con ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiên dâng. Đây không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến tế và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hàng sông và hiên chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khai chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi Người xuất hiện trong bàn tinh phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của Người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, thánh, thánh. Lạy Chúa, Chúa Thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhậm lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giáo Mục Paulo của chúng con cùng toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng khuyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vui hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dời, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con, lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hàng sống và hiên chi muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, để linh hồn con sẽ làm lành. Lạy Đức Chúa Giêsu, thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào bí tích thánh thể. Xin thương ban ánh sáng bởi trời, hướng dẫn chúng con mọi nơi mọi lúc, để từ đây chúng con biết chiêm ngưỡng và đón nhận bí tích này với niềm tin sâu sắc và lòng mến thiết tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân dịp đầu năm dương lịch này, tôi cũng như các anh em linh mục có thể, cũng như các sư, các nhân viên văn phòng, những người trong lãnh đạo của giáo xứ ngày lễ Chúa Hiển Linh, xin món quà đặc biệt của Chúa là tình yêu thương, niềm tin vào Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta để tiếp tục phục vụ lẫn nhau trong ngày đầu năm. Xin chúc quý ông bà và anh chị em tràn đầy sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, cũng như vượt qua những khó khăn thử thách trong năm vừa qua. Tạ ơn Chúa, cũng như mẹ hãy ôm ấp chúng ta vào lòng của mẹ để gìn giữ chúng ta qua năm 2021 này. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc quý ông bà và anh chị em ra về bằng an. Xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ.